Xin chào tất cả các anh chị em Yêu Lan. Hôm nay thì mình làm một cái video quay lại cái kết quả của cái việc kích các cái mắt chai cho cây phi điệp để anh chị em xem và tham khảo. Thì vừa rồi thì mình có lên một cái video chia sẻ với lại toàn thể các anh chị em về kích cái mắt chai cho cây phi điệp lên 100%. Thì sau khi mà mình chia sẻ cái video đó thì cũng có rất nhiều anh chị em đã làm theo cái video của mình. Và kết quả thì có rất nhiều anh chị em thông báo rằng là sau khi kích khoảng độ 1 tuần cho đến 2 tuần thì đa số là tất cả các cái mầm gốc nó bị chai, thì nó đã nảy mầm. Và ở vườn của mình thì cũng thế. Mình đã làm, trước đây thì mình cũng đã làm rồi. Và năm nay thì mình cũng những cái mắt nào mà chai thì mình cũng kích. Và kết quả thì các bạn thấy đây, một số cái cây của mình, như cái cây này thì các bạn thấy rằng là cái mầm này, nó bị chai và nó không lên. Trong khi đó thì cái thằng anh của nó lên cực kỳ lực, phát triển cực kỳ lực, và nó làm cho cái thằng em này nó không thể lên được. Đấy. Và mình đã khoan vào một lỗ vào cái khu vực đen đây này, và mình sử dụng cái Kipro của Mỹ mình bơm vào. Và sau 2 tuần thì các bạn thấy rằng là cái mắt này nó đã lên rồi. Đấy. Rồi là đây, các bạn thấy đây. Cái mầm gốc này thì mình khoan một lỗ vào trong đây này, chỗ đen này này. Đấy. Trong khi đó thì cái thằng anh này nó phát triển nó khá là mạnh. Thằng em này nó hút hết chất của thằng em này, nên là thằng em này nó không lên, và nó lên được bằng cái hạt gạo, và nó cứ nằm nguyên ở đó. Thì sau khi mà mình khoan vào thì sau khoảng độ nửa tháng thì nó đã lên được như thế này. Và ngoài cái thằng này ra thì ở đây cái mắt này nó cũng lên sưng một mắt ở đây này. Đấy. Ngoài ra thì đây các bạn thấy là cái mầm này này. Cái mầm này đây này. Đây. Cái mầm này thì mình cũng khoan một lỗ vào đây. Mình khoan một lỗ vào đây và mình bơm thuốc vào. Cái mầm này nó cực kỳ già nha các bạn nhé. Nó già lắm rồi. Thân già nó teo tóp hết đi rồi. Đấy. Thân già teo tóp hết đi rồi. Thế nhưng mà mình kích thì nó vẫn lên. Đấy. Nếu như mà cái mầm này mà mình không kích thì nó sẽ không lên nha các bạn nhé. Ở bên cạnh đó thì cái mầm ở bên đây này, mầm bên đây và cái mầm này thì mình sẽ xoay cho anh chị em xem. Xoay cái giò lan cho anh chị em xem. Đây, thì mình khoan một lỗ vào đây này. Và mình bơm thuốc, và bây giờ nó đã đội cái bẹ, nó đội ra rồi. Rồi là cái mầm bên cạnh đây cũng thế. Đây, mình khoan một lỗ vào đây và cái mắt này nó cũng đã sưng lên rồi. Thì ở đây thì nó, cái cây này nó chỉ có cái thân này là thân tơ thôi này. Đây này, cái thân này là thân tơ thôi. Còn lại là những cái thân còn lại thì nó đều là những cái thân già của năm 3, năm 4. Cách đây khoảng độ 2, 3 năm rồi. Đấy, thì đối với lại những cái thân già này thì nếu như mà chúng ta không kích thì nó sẽ không bao giờ nó lên được. Đấy, và những cái thân già này thì là những cái mắt mà nó cực kỳ nó chai luôn. Nó cực kỳ chai lì. Tại vì nó đã ngủ cách đây khoảng độ 3 năm rồi. 3-4 năm rồi. Đấy, nếu không kích thì nó sẽ không lên. Và cái thân mẹ của nó thì đều đã bị teo tóp hết đi rồi nha anh chị em nhé. Đấy, thì đối với lại những cái thân già, đối với lại những cái mắt mà bị chai, thì mình sử dụng cái phương pháp này thì đảm bảo là lên 100%. Đấy, ở đây mình xem cho anh chị em xem một số cái mầm nữa. Đây, ví dụ như cây này. Cây này thì các bạn thấy là cái thân này là thân tơ này. Đây này, thân tơ đây này. Đấy, thì nó lên được một cái mầm này, và nó lên được cái mầm này này. Đây này, mầm này này. Mầm này nếu như mà mình không làm, mình không tiếp tục làm thì nó sẽ không lên. Đấy, mầm này không làm thì nó sẽ bị cái thằng anh này nó sẽ hút chất dinh dưỡng. Và tới này mình sẽ khoan một lỗ vào đây để cho mình kích cho cái mầm này nó lên. Thế còn đây, cái thân này là thân già của cái năm ngoái nha các bạn nhé. Thân già của năm ngoái.
Và ở đây nó có một cái ở chỗ này này, trước đây thì nó có một cái đoạn mình cắt ra mình ươm ki, mình đã bẻ cái đoạn này ra và mình bôi thuốc, bôi trực tiếp thuốc vào cái chỗ vết thương ở đây. Và sau khi bôi thì nó đã lên được một cái mầm gốc này. Đấy, mầm gốc này khá là khỏe. Đấy, nếu như mà mình mà không kích thì nó, cái thân già này nó sẽ không bao giờ nó lên nha các bạn nhé. Đấy, những anh chị em nào mà chơi lan lâu năm rồi thì sẽ biết. Đấy, nó chỉ ưu tiên lên ở cái mầm gốc, ở cái thân tơ thôi. Thế còn cái thân già cụ kỵ của nó, ông bà của nó, bố mẹ của nó thì thường là nó sẽ không lên nha các bạn nhé. Đấy, đây mình cho anh chị em xem tiếp. Ở đây cũng thế này. Đây, cái thân này là cái thân già, và mình khoan một lỗ vào đây này. Đấy, và nó đã lên được cái mầm, đã lên được cái mầm đây rồi. Đấy. Và đây, cho anh chị em xem những cái thân già. Đây này, những cái thân già. Đây nha các bạn nhé. Cái thân này nó cực kỳ già mà nó bị teo tóp hết đi rồi này này. Các bạn nhìn cái thân này các bạn biết này, nó teo tóp hết đi rồi. Và mình kích bằng cách là mình khoan một cái lỗ vào đây này. Đây các bạn nhìn chỗ móng tay mình đây này. Đấy, chỗ móng tay mình đây. Và mình kích thì sau khi kích thì đây, sau khi kích thì là nó đã đội cái lớp bệ này, nó đội lên xanh xanh đây rồi. Đó, đó. Tiếp tục cái thân khác. Ở đây. Đây. Cái này thì là mình cũng khoan lỗ ở đây này. Khoan lỗ ở đây này. Đây này. Chỗ vết thâm thâm đen đen này này. Mình bơm thuốc vào đây. Và cái mắt này nó đã đẩy lên rồi này. Rồi là bên đây. Bên đây. Thì mình khoan. Đấy, mình khoan ở bên dưới và cái mắt này thì nó hỏng, nó không lên được. Nó có hai cái mắt này nó hỏng, nó bị cụt đi rồi, nó không lên được. Cái thân này thì mình khoan một lỗ vào giữa hai cái mắt. Thì cái mắt bên này thì nó đã đội lên rồi đây này. Đấy. Đấy, còn cái mắt bên này thì nó bị hỏng thì nó không lên được nha anh chị em nhé. Đấy, thì những cái mắt nào mà nó còn sống, nó còn nhựa thì chúng ta kích bằng cái phương pháp đó thì nó đảm bảo nó lên 100%. Kể cả những cái cây hàng va của mình cũng thế thôi. Đây, cây này, cây HO này. Thì cái mầm này nó lên vào cái mắt bên này này, cái mắt bên bên đây này, nó không lên được. Và sau khi mình kích thì nó đã dài ra được bằng này rồi. Đấy, thì đối với lại những cái cây lan mà các cái mắt của nó bị chai, hoặc là nó có một mầm dài, một mầm ngắn ấy, một mầm dài nó hút hết chất dinh dưỡng của cái mắt còn lại mà nó không lên được ấy, thì anh chị em sử dụng cái phương pháp là chúng ta khoan lỗ vào. Đấy, khoan lỗ vào cách cái mắt ngủ mà nó bị chai lì ấy, khoảng độ 5 ly. Và anh chị em sử dụng cái Kiki Pro của Mỹ. Đây này, cái Kiki Pro của Mỹ. Nếu như mà anh chị em nào mà không có cái Kiki Pro của Mỹ thì anh chị em sử dụng cái Duy Đỏ cũng được nha anh chị em nhé. Và anh chị em nhớ là khi mà chúng ta khoan thì chúng ta khoan một cái lỗ nó nhỏ vừa phải thôi. Đối với cái thân già, thân mà nó cực kỳ già thì anh chị em khoan cái lỗ to cũng được, không sao. Tại vì cái thân già thì khi mà khoan lỗ to thì chúng ta bơm thuốc vào thì thường là nó sẽ không bị thối. Thế nhưng mà đối với lại những cái thân mà nó còn non, thân tơ thì anh chị em khoan lỗ nhỏ thôi. Tại vì cái thân tơ nó có rất là nhiều nhựa nên là nó rất dễ bị thối. Thì anh chị em khoan cái lỗ nhỏ thôi, anh chị em bơm thuốc vào thì nó sẽ không bị thối cái gốc nha anh chị em nhé. Đấy. Thì hôm nay mình lên chia sẻ một số cái nội dung như thế thôi. Và mình xin kết thúc cái video chia sẻ hôm nay ở đây. Và nếu như mà các bạn thấy cái video chia sẻ của mình hay và có giá trị hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Đức Hoa Lan, để nhận được những cái video mới nhất của Đức Hoa Lan. Và nếu thấy hay thì anh chị em cho mình xin một like và một lời bình luận vào cái video để cho kênh Đức Hoa Lan của mình ngày càng phát triển.
Đức Hoa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.